Huấn luyện viên Võ Đình Tân của câu lạc bộ Khánh Hòa tỏ ra vô cùng bức xúc khi đội nhà bị thổi phạt 11m ở thời gian đá bù giờ. Ông cho rằng trọng tài chính Trương Hồng Vũ đã thổi sai luật trong tình huống này. Đó không phải tình huống nhạy cảm nữa mà ban tổ chức cần phải xem lại công tác trọng tài. Cầu thủ Nam Định đá quả bóng xong đập thẳng vào ngực thủ môn Khánh Hòa luôn, nhưng không hiểu sao trọng tài chính còn rút thẻ đỏ nữa. Điều đó sai luật hoàn toàn, phải đợi đến khi trọng tài thứ tư nhắc nhở mới điều chỉnh. Huấn luyện viên Võ Đình Tân nói trong buổi họp báo sau trận đấu giữa Nam Định và Khánh Hòa tại vòng 5 V-League 2023. Tình huống được nhắc đến diễn ra ở phút 90+3 khi chủ nhà Nam Định đang bị dẫn 1-0. Từ tình huống bóng dài, Trọng Đại đánh đầu làm tường cho Xuân Quyết băng xuống. Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam va chạm với thủ môn Ngọc Cường nhưng vẫn cố gắng lốp bóng. Dù không thành công nhưng trọng tài xác định Xuân Quyết bị phạm lỗi và cho Nam Định hưởng penalty. Thậm chí, trọng tài còn rút thẻ đỏ trước quyền thi đấu của thủ môn bên phía Khánh Hòa. Các cầu thủ Khánh Hòa phản ứng kịch liệt nhưng trọng tài chỉ xóa thẻ đỏ của thủ môn Ngọc Cường và thay bằng thẻ vàng, còn Nam Định vẫn được hưởng penalty. Trên chấm 11m, Henrio không mắc sai lầm nào để ghi bàn gỡ hòa 1-1, qua đó giúp Nam Định tránh khỏi thất bại ngay trên sân nhà. Trọng tài Trương Hồng Vũ có những quyết định gây tranh cãi ảnh hưởng trực tiếp tới tỷ số trận đấu. Nói về quyết định của trọng tài chính Trương Hồng Vũ, huấn luyện viên Võ Đình Tân bức xúc. Mục tiêu của chúng tôi ban đầu là kiếm một điểm, bởi câu lạc bộ Nam Định có sự đầu tư rất lớn về mọi mặt. Nhưng bóng đá không có nghĩa anh nhiều tiền, lực lượng mạnh hơn thì thắng được người khác. Bóng đá phải công bằng và trọng tài phải làm công tác giống như công an, đem lại sự công bằng cho xã hội. Trọng tài phải mang đến sự công bằng cho cầu thủ hai đội. Đó là mới điều giúp bóng đá Việt Nam phát triển. Va chạm trong bóng đá là điều bình thường, nhưng trọng tài phải đưa ra quyết định ra sự công bằng cho cả hai đội, chứ câu lạc bộ Khánh Hòa cũng không muốn mình có được lợi thế. Bàn mở tỷ số của câu lạc bộ Khánh Hòa cũng là một pha bóng gây tranh cãi. Ngoài pha bóng nói trên, tình huống mở tỷ số ở phút 86 của câu lạc bộ Khánh Hòa cũng gây tranh cãi. Ban đầu, trọng tài biên cho Nam Định được hưởng quả ném biên. Tuy nhiên, trọng tài chính lại có quyết định ngược lại. Từ pha bóng này, Thiago Ramos có pha solo ấn tượng qua 4-5 cầu thủ Nam Định và ghi bàn. Cũng bởi vậy mà cổ động viên Nam Định đã phản ứng quyết liệt và đồng thanh buông lời xúc phạm trọng tài. Nói về tình huống mở tỷ số của đội nhà, huấn luyện viên Võ Đình Tân cho biết: với quả ném biên dẫn đến bàn mở tỷ số, khoảng cách quá xa nên tôi không quan sát rõ được. Ở tình huống bị thổi phạt đền cũng vậy, ban huấn luyện câu lạc bộ Khánh Hòa không hiểu tình huống đó như thế nào và cần phải xem lại. Đến khi xem lại thì rõ ràng cả trọng tài chính và trọng tài biên đều có góc quan sát tốt. Rõ ràng cầu thủ Nam Định đã dùng chân đạp sau khi tâng bóng lên, chân vung thẳng vào ngực thủ môn Khánh Hòa. Vậy thì lấy lý do gì để thổi phạt đền và định phạt thẻ đỏ thủ môn? Không có lý do gì hết. Thủ môn Khánh Hòa đang trong đà lao ra, không hề cản người, chưa hề chạm ai thì bên kia đạp thẳng vào ngực, chứ không phải cầu thủ Nam Định lướt đến rồi bị cản lại. Ban tổ chức hãy về xem lại xem tình huống đó như thế nào. Huấn luyện viên của đội khách nhấn mạnh, Khánh Hòa không muốn trọng tài thổi nghiêng về phía mình hay Nam Định. Sai sót có thể có nhưng không thể lộ liễu như vậy được. Trọng tài phải điều hành trận đấu một cách công bằng. Thủ môn của Khánh Hòa ban đầu bị rút thẻ đỏ nhưng sau được sửa thành thẻ vàng. Trong khi đó, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt của câu lạc bộ Nam Định bày tỏ quan điểm của mình. Thực sự tôi cũng không quan sát rõ vì ở rất xa. Cá nhân tôi chỉ thấy có rất đông cầu thủ trong vòng cấm địa. Trọng tài đứng rất gần và đưa ra quyết định nên tôi nghĩ đó là quyết định đúng. Với bàn mở tỷ số trận đấu, theo quan sát của tôi, rõ ràng bóng đá chạm người cầu thủ Khánh Hòa. Vừa rồi tôi có xem lại tình huống này, trọng tài biên đã phất cờ cho Nam Định được ném biên nhưng không hiểu sao trọng tài chính lại để Khánh Hòa được hưởng quả biên đó. Và từ đó dẫn đến bàn thua của câu lạc bộ Nam Định.